Cười quá anh cười ơi. Ơ cười mày. Hồi nãy giờ nó cứ chơi chút là nó ôm nó hôn anh hai quá. Hai, thay xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Việt Nam. Chồng em đem cái dừa xuống dưới nhà nhỏ em cho nó nạo rồi giùm mấy cô chú nó có cái máy nạo dừa, nạo nhanh lắm. Rồi về cái đầu mình coi bánh. Sáng mẹ em nấu bánh canh đó, cô chú mời cô chú anh chị ăn với ăn sáng với gia đình em nha. Bánh canh mẹ nấu nè. Nhiều vậy đó. Chị Năm em với chồng em chải lưới chuẩn bị phơi lúa cô chú. Bữa giờ lúa suốt mấy ngày rồi mà bệnh không phơi nổi, giờ mới lấy ra phơi nè. Con chó nó chạy đụng mình hết hồi. Ê mang dạ dơ đó con, đừng đi xuống dưới sình. Ý. Vô coi cha làm gì kìa. Xong hết. Mina chạy trúng con dạ kìa Năm. Năm mới làm thùng cho đường kìa con dạ. Mina chạy trúng nhỏ rồi kìa. Trúng vô bây giờ. Nói không xịn à, cô xịn ta phụ không có được đâu, hai người ý cơ thôi. Năm chục ký. Trời, trời. Té tẩu, hoàn sang tẩu, 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 thư, khoai thẩu. À, tuê, tuê, cái hồi tao hồng luôn. Khoai thẩu lại nay bên máy dội kìa. Nã là nay bên máy dội đi nãy vậy. Trời ơi, giờ có bị thành kìa. Rồi ban đi. Dùng sổ. Dùng sổ thi thôi chú lại. Cái bàn cào kìa, lấy cái bàn cào cái cào. Rồi hết đây hai bao được rồi. Hai bao được rồi, nhiều lắm. Hai bao còn nhiều nữa, đó bạn bao nữa đi. Trong đây phơi thêm cái hàng ba, phơi thêm miếng lúa nè. Mua điện không Nam? Mẹ em với cô chú ở ga vài ngày là bắt đầu là gửi cái cổng, sợ nó bị đóng gông đóng ghiêu. Bữa nay thì qua mẹ em chồng được lên dưới đây nè cô chú. Cái này là cây bông hướng dương, còn ngoài đây thì bông nhãn thọ với bông móng tay. Mẹ em chồng chung lộn xộn với cô chú, mà cái bông móng tay này nó dai lắm, mỗi lần mà mình nhổ nó xong rồi không có muốn chồng nó nữa, nhưng mà hột nó rớt xuống đó đó, nó vẫn cứ tự động lên hoài luôn á cô chú. Mẹ em trồng hai bên hàng rào năm nào cũng vậy hết trơn á. Mà năm nay mẹ quên, mẹ ngắt cái đậu bông nhãn thọ sớm cho nên nó chỗ qua hơi sớm á cô chú. Cái bồn chuối này á, cô chú nhớ không? Hôm bữa chị Tư đi vô nhà xui chị Tư chơi á, rồi người ta cho đó, mà chị nói không có đem về sợ nó bị dập á, rồi để nhà mẹ. Bữa nay Di Tường với bà ngoại lặt lá mai cô chú ơi. Có nụ rồi kìa, cây mai Di Tường đang lặt có nụ nhóc trơn rồi mẹ.
Cái mai mày là có nụ chưa? Thằng ngoại ngồi dưới đó kìa. Mời đi về phía này đi về. Phía này em đi về chị ơi. Thật chữ trời. Đặt đổ mà thôi luôn nha, dữ lắm à. Trời trời đặt bỏ vô luôn, không có quét sao mẹ? Không có quét cho lặt dục cho mẹ. Rồi để mẹ đi xuống học tiếp. Ở đây phụ mẹ đây, vả đây nào, quay chung qua. Rồi sao mất hết mấy quan cưa vậy? Có gì vậy? Nhỏ thì em bé ngủ mẹ ơi. Rồi chưa? Bấm mở được không? Rồi, bấm đi. Con bé bè, con bấm bè được không? Cười lên. Bé heo nó ngủ thức chị, nó thấy dưới đây lặt lá mai á cô chú. Nó nhảy xuống nó quay phim, nó làm dữ lắm luôn. Đội nó lá rồi, lặt nhiệt tình lắm à. Ê bự lắm hả? Cái nụ quá hả? Mẹ đặt được cái nụ bự kia kìa bà ngoại ơi, mẹ ơi nụ bự lắm. Biết chữ rồi. Đặt nhiệt tình này. Đặt nhiệt tình ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú. Nói ông bà cô chú ơi, con lặt lá mai phụ bà ngoại. Dữ rồi, bức dữ rồi. Bước hồi gãy nhánh hết vậy. Ai cười quá, ai cười. Ơi, ơi, cười, măng dạ ơi. Nãy giờ măng dạ lặt được cho bà ngoại mấy cây mai đó ông bà cô chú ơi. Giữ rồi, bức giữ rồi, bức nhiệt tình luôn. Rồi, giữ rồi. Giữ dằn. Quay lại cười, hai, quay lại cười nhìn mẹ cười. Ơi, cười, giỏi quá. Kêu ngoại cười. Bà ngoại không cười, kêu ngoại cười giống con ơi. Đặt dữ quá mẹ, đặt nhiệt tình quá, đặt nhanh đây kìa. Sáng mẹ em thức dậy đang gói bánh sớm đó rồi cô chú. Gói nấu đang tới chiều cho nó chín. Mời với mình đi. Ủa sao anh Nghĩa cũng gói lắm mà không có xuống tiếp à? Nó đi rồi đâu nó gói tiếp. Bữa này sao? Nghĩa nó đi, giờ chồng nó đi, còn hai ba bữa nữa Nghĩa về lấy bánh. Con nghe mà Nguyên nó nói là mày gấp đi gì vậy? Đi chuyện cho vợ nó, mình vợ nó ho quá trời, ho. 16 này chiều nay đi có nữa, giờ chồng điện quá đi. Phao nít gói giùm cho dì ba mấy ký nữa. Trời dì ba mày có mấy đò, bốn đò. Chị Năm em mới lại nè cô chú, có hai mẹ con. Đi ra cái đi sờ nếp trước. Tôi tưởng nào đó, tưởng nào nó lại đẳng chút xíu nó bắt từ cổng nó về chứ ai về đâu. Mà nhà hôm nay ngủ với dì Năm nó đẳng. Ai về đâu á, chơi cái đầu. Anh ngủ nhanh lắm, vô đó là kêu nó tắt điện thoại. Vì bắt đầu quay mặt đừng nhìn nó rồi, rồi nó ngủ à. Điện mà nó bắt máy lấy cái con chim bên cục ra cái nó ôm bên đây, con chim bên cục nó quay bên đây cái nó ôm với ôm. Nó gì năm cho con này sao mà gì nó cho nó ừ sáng về đi ôm về luôn đi gì năm cho.
nó đòi đây, nó đòi đem mấy con vịt, con Pikachu gì tùm lum cho nó ôm theo con. Ôm con hả? Ôm ngoài tai nó, con đặng ở cái chiếc này nè, không được lạng. Ôm rồi. Cái này ông cũng thức đắng rồi. Thức đi ra ngoài cầu ngoài tao nằm mụn. Cái cầu bằng đêm khó đi không chết. Thức sớm nha. Không, tao đi cầu mái rồi, không nội. Có đi cầu ngoài kia đâu, cầu kia gãy rồi. Nhà ai không biết, không dở thì ai không biết, đi vô cho té thì chết. Chắc còn biển gút lại. Cái gì nó là gì? 2 giờ mấy mày thức hả mẹ? 2 giờ mấy gì tới 3 tao thức mới 2 giờ tao đâu cũng ngủ được đâu rồi cái. Tao đã gán đợi cho tới bữa nay mày Thành bị gì bắt quạt hoài, chút bắt không lạnh chứ kêu tắt. 3 giờ mấy rồi đó. Thì nắng nó nữa là nó nằm nó lăn lộn. Tới 1 giờ luôn á trời. 1 giờ cái tao mới ấy, cái tao mới vừa thiêu thiểu. Thiếu vậy đó là 3 giờ, 2 giờ mấy, 3 giờ. Uống được chứ. Mẹ em mượn thêm nhỏ em nó lên cột bánh tiếp á cô chú. Mẹ thì gói rồi nó thì cột. Cái chị Năm lại nữa, thành ra mẹ gói rồi hai người cột á cô chú. Trong đây dì ba em có gửi gói 2 ký nếp á cô chú. Đang cho anh Út á đem lên trên Cần Thơ ăn. Mà hôm bữa anh về mà anh đi rồi. Có nhiêu đòn mẹ? Có nhiêu đòn? Là nhiêu đòn? Ai biết? Em đem chị giữ cái sảnh nó khỏi đem, đem chi mà quá trời. Trời ơi, chỗ nào chứa đem tới 10 đô. Trời ơi. Gì chứ gì nữa? Đó mày không nói 10 đô. Đó có ký. 10 đô là 10 ký. À nó không nói gì đó, con nói 4 5 đô được rồi. 4 5 đô. Đi làm cho một nồi về nói. 4 ký quá cho mày chục đô nữa về. Làm mất công. Làm mất công cực khổ. Không đám thì chị nó quên cho ai vậy? Có mình cho bữa nay đò nó giới 2 đò cho anh. Gói nhiều nhiều đi, gói chỉ 2 đòn nha Tư. Có 3 người à, ngồi gói dơ dơ trời biển vậy đó cô chú. Hôm bữa mẹ đòi gói cho em mang đi, em không có chịu rồi. Em nói là mất công cực khổ tức đêm tức hôm mẹ ơi. Mẹ em chuẩn bị trước sớm lắm. Lột đâu á, 9 trái dừa khô của chú một mình mẹ lột á. Xong rồi đem với em nó đi nạo ra. Rồi mẹ lên mẹ dắt, dắt xong rồi xào nếp. Rồi nấu nhân, rồi xé lá, ôi tùm lum hết trơn. Em thấy cực khổ quá, em không có muốn đem theo. Mà mẹ nói đem theo qua bên đây đặng biếu ông bà nội với ở sớm. Bữa nay mẹ gói chị Năm với nhỏ em thì cột. Người gói mà hai người không kịp, ghê dữ dằn ha. Sao lưng Năm có con lắc dạ này nè, nói gì nè, đây nè. Sao không cột? Nó bự đó, xấu đó. Nó có 2 đòn. Năm mà làm ăn gì? Năm Liên mà làm ăn gì? Cột ra nè cô chú ơi, cột ra cột chìm ra luôn. Năm cột xem thấy đầu bự đầu nhỏ nghe Năm, cột có gịch. Gịch trên gì dừa thôi, gịch dưới xem đầu bự đầu nhỏ rồi. Sao mẹ nó bị chừa đó rồi, chuối nữa mà. Thì chuối chừa lại, tôi có làm 18 đồng mỡ hà. Lá là sao? Như nếp thì quấn bắp, rồi bắp. Như nếp rồi không có lá. Rồi bắp ăn, liền nấu chín lên ăn liền. Liền quá thì ngon. Đậu không. Ủa, có bánh này dư định hấp ăn gì không đó, ngon lắm.
Nó nhẹ mà bạn không có nếp. Ồ, không có nước cốt dừa. Mẹ làm này có nước cốt dừa ngon dữ. Cốt dừa này mày thấy béo thì gì. Thơm làm mày béo thì gì. Làm thấy nhiêu trái mà dữ. Sao trộn lên cái nó thơm hực hết trơn. Nhiêu trái mà dữ vậy. Chín trái dừa đó. Ghê chưa. Có mười mấy thùng bánh chín trái dừa. Ốc nổi chưa. Bánh chín trái dừa đó. Chiếc này đây bằng nào bên Trung Quốc được rồi. Rồi mới mốt là nào dừa là xào rồi đó nha. Tao mua cho nó cái bằng nào. Sao? 100 ngàn. Cái mẹ nhóc đem cái dừa nào theo không? Cái mẹ nhóc đem theo gì vậy? Thì qua bà Thảo bà lại xin cái dừa. Tao nói ra đến cặp thì bà ơi. Bà không có cái móc thì tao xin gì vậy nữa. Bà làm gì vậy? Cái lọt bỏ anh ra. Mà hấp phải mì đó. Lấy phải mì. Nướng. Trộn mà nướng phải mì. Bà ẩm á cô chú, chị Tư em về hôm đám giỗ đó. Chị Tư làm cực lắm luôn. Mà mẹ cho bánh đồng vòng mới sớm hết trơn rồi. Thế chị Tư thì không còn đòn nào hết trơn á. Cho nên bữa nay mẹ gói sẵn gói cho em nè. Em kêu mẹ gói dư ra đặng cho chị Tư cho anh vài đòn ăn á cô chú. Tại thấy chị xuống chị làm, chị chùi son chùi nồi tiếp mẹ cực quá trời luôn à. Mà về không có gì cho chị hết trơn á. Năm nào mấy chị mấy anh rồi về ăn xong mà đi. Có nên chị Tư à. Nghe chăng đám giỗ nội là chỉ gần được nghỉ Tết á. Cho nên nó cũng thoải mái á cô chú. Chị ở lại chị dọn dẹp nè phụ tiếp mẹ xong hết trơn luôn rồi chị mới về, thành ra là chị là cực nhất. Bây giờ thì em bỏ bánh vô để chuẩn bị nấu cô chú xong rồi nè. Chị Năm em đang nhúm lửa rồi. Năm sữa lại nghe Năm. Hồi nãy thì em bắt lửa với bắt nước lên á, là nấu cái nhân mỡ trước á cô chú. Nhân mỡ với đậu xanh á, tại vì cái nhân đó nó lâu chín hơn cái nhân chuối. Còn lúc này là em bỏ cái nhân chuối vô rồi nè. Mẹ gói xong rồi đó cô chú. Hồi lúc mà em nhỏ nhỏ á, cô chú 5-6 tuổi á, cái mỗi lần mà gần Tết á, cái ngồi chụm nồi bánh vậy nè. Mà mỗi lần mẹ kêu chụm nồi bánh không có quạo đâu nghe, rất là vui luôn á, khoái lắm. Ở xóm á, nguyên một đám con nít luôn xúm lại nấu bánh. Nấu bánh xong rồi vớt ra rồi cười rồi nói rất là vui luôn cô chú. Bây giờ không còn như ngày xưa nữa, ít lắm. Khi nào nhà có đám tiệc này kia thì người ta mới nấu bánh đặng để biếu cho ở sớm thôi, chứ bây giờ thì ít có ai gói. Mang mang thôi. Cha bé heo thấy thằng Kha ra đây lặt lá mai rồi đi ra lặt tiếp, mà lặt mà hỏi không biết nguyên nhân. Hỏi em là tại sao mà lặt làm chi dạ, rồi có tác dụng gì. Em mới nói là lặt xong mà cái Tết đó nó sẽ trổ bông rất là đẹp luôn. Ở bên Trung đâu có đâu cô chú, qua Tết mới có bông. Lại bỏ qua. Con lại chị Năm mượn xe đi trong xã. Năm ơi, con đi trong xã cũng như là mình về thì mình trình với người ta làm tạm vắng tạm trú cô chú. Tới mình đi thì mình cũng báo với người ta, chứ mà mình muốn đi đi rồi mình lại mình trình ta thì cũng hơi ấy á cô chú. Cho nên mình đi thì mình phải trình, đi thưa về trình. Bé heo dành 7 cái ba lô đó, ba lô đựng 3 cái giấy tờ trong đó đó. Cho con mượn xe được không? Cho con mượn xe được không? Ghê chưa. Con mượn xe đi đâu? Con đi trong xã. Con đi trong xã. Hả? Con đi trong xã. Em đi trong xã hả? Em đi em nhớ đổ xăng cho dì Năm nhé nha. Ok đi. Hỏi dì Năm kìa, dì Năm không biết có cho mình mượn không? Hỏi dì Năm kìa. Dì Năm kìa.
Hỏi lớn lên gì Năm không nghe. Gì dữ vậy? Năm cho con mượn xe của nhà Năm được không? Ừ. Tối hôm nay là ngủ đó nha. Ok. Thơm muốn ngon không? Tứ Phân ai vậy? Khỏe chưa đi Tứ Phân rồi? Trời ơi, ho thấy ghê hả? Trời ơi, nó mê con đó đó. Nó nói cụ chế bà xiến đó. Ôm con ngủ. Ôi 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 ôi. Lên xe bé bay dì Năm, dì Năm đi đi lên xe. Bé bay dì Năm, bé bay dì Năm. Năm, bé bay. Đi lên xe đi. Không biết rồi. Dành quẩy cái ba lô nữa kìa. Quẩy ba lô đẹp dữ vậy trời. Ba lô ai mua cho con vậy? Hả, cái ba lô ai mua cho con? Không quên, ai quên chứ mẹ Nhi không quên. Em đi dòng xã Trứng Giấy á, rồi cái bắt đầu em đi chợ Bò Quao thì em đi đường phà này với cô chú. Phà này là phà Kinh Năm. Nếu mà không có đi vô trong xã thì đi đường kia nó gần hơn đường này. Đường này ra cả chục cây, mà đường kia có 7 cây số mà. Mượn xe chị Năm đi nè. Mấy ngày nay đi xe mượn hoài luôn. Cái phà này nó rộng, nó bự á cô chú, mình dễ quay đầu xe hết trơn luôn. Còn phà kia nó nhỏ, phà này rộng lắm, xe hơi đồ đi không mà bởi vì nó rộng. Giờ Út con mới mua bánh về ông bà cô chú, mua về cúng cho bà Cóc, cúng bà Cóc để mai đi. Rồi người ta nói đi thì thưa, về thì trình. Lúc mà em về thì em cũng có thắp hương báo với ông bà là em về rồi. Bây giờ chuẩn bị đi á, thì em cũng có một chút tấm lòng cúng cho ông bà. Rồi em báo với ông bà là em đi ngày nào vậy đó cô chú. Cho ông bà phù hộ độ cho em đi đến nơi bình an. Em đã vớt bánh ra nè cô chú, cắt thử coi nó nhừ chưa. Bạn mình vớt ra. Đứng ra 8 tiếng hồ rồi đó. Nó hồi 5 giờ tới giờ 1 giờ 8 tiếng rồi. Mới vớt ra cái nó còn ấy quá à. Để hơi nó nguội chứ nó mới dẻ lại. Nguội nó mới dẻ. Dẻ bánh. Hả? Được không? Xào nếp xào đậu quá. Xào nó cút dừa quá trời mà không tuột. Tuột ra nè, con cắt con nóng quá cô chú ơi. Bánh chín này cô chú, mẹ em vớt bánh ra. Bưng ra mày gán, mày cho mày chết. Không, không để, không lộn chứ nó, không lộn mèo lộn. Tao với thằng Di Tường mà. Mày biết không, giáp lộn bao lúa từ trong nhà lộn tới nhặn kiều, lộn tới sao? Lộn nó bể bao rồi sao? Trời, nó bể miệng rồi sao? Ôi chứ Khải chứ gì đường gì. Rồi mày coi đổ mở miệng rồi đổ đâu có nổi đâu. Hai bà cháu mà kinh không nổi. Cái thò móc lần nữa bao mà kéo đứt lên cũng không nổi. Sang năm chồng nữa. Sang năm cái lúa nữa. Chiếc này không có bị đứt ha. Đợt đó thằng Khải nó chụm quá trời đứt chưa. Tôi đợi đây anh. Đợi anh đi lỡ anh bắt điện thoại liền trời. Mẹ em rửa vậy đó cô chú, ba cái bọt bèo này kia rồi đó. Đó, rồi để quanh đây dựng lên cho nó gáo, cái nó dẻ cái đồng bánh lại. Nhưng không à. Nhưng lắm đi. Mày làm được. Mày làm nhẹ nhẹ thôi, mày làm gì đâu mà xà nước ngoài lắm chứ mẹ. Cái kìa, cột bánh chiếc này đều nè, không có bị nứt nè. Hỏi mình Khải nó chụm quá trời rồi. Luôn. Bữa đám dỗ, thằng Khải nó dành, nó ra nó chụm nó đẩy ao ao vô thằng ra nó nứt hết trơn. Chứ mày coi kìa, không có bị đứt luôn. Đều phân phất luôn, không bị đứt. Thấy ai màu. Ở bên Trung Quốc cũng có chỗ tỉnh người ta gói bánh giống như mình, như Việt Nam vậy nè. Nhưng mà người ta niêm theo hương vị của người ta, cái nhân khác hơn của mình. Ơi, cũng đậu, cũng đậu nhưng mà cũng thịt mà. Người ta làm thịt cho ba gọi, ba chỉ ấy, chứ bên, không phải mà thịt này bên vợ thằng á. Nhưng mà người ta gói là bánh kỳ lắm đây qua bên qua mà. Tại vì ta gói bằng ba cái lá dông. Bên vợ thằng ba kiệm nó gói là ta không ăn được. Bên vợ thằng á, nấu chè sôi nước mà bỏ mà bỏ hành niêm niêm đường mày thấy mày thấy bên là ba kiệm không? Chè sôi nước, nấu chè sôi nước ăn tôi coi để tháng mấy đứa cháu nội ba hồi đó đó. Trời ơi, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ba thứ màu. Ừ, chứ sao? Trời, bữa nay mẹ đẹp gái vậy trời, như gái 18 vậy trời. Ôi trời, bà dân bà mới nói bà đây, bà làm giống, trời ơi, làm gì đâu khổ. Vì sao? Ghê vậy? Mama tôi nhận xiên là hai gì vậy? Hai gì vậy? Nhĩ hai siêu ba sủi. Đây, cái này rồi, 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 cái này rồ
gáo thì cái lấy cái này lau, lau cho nó sạch cái dầu mỡ này. Ừ. Cho nó đi. Chiều đi bánh đi bên Gò Quao hút chân không? Người ta chỉ vô chỗ mà bán chả lạnh chả nguội rồi đó. Làm gì? Hút chân không? Bỏ bọc hút chân không? Bỏ bọc làm cho nó xèo lại đó. Rồi trả tiền cho người ta. Không gì. Là đem cái bọc đó lại hả? Nó sạch, nó có gì nó chị, chị, nó bể, nó đứt gì thì nó chưa đó. Nhưng không ai đem đi qua bển vậy? Kha với Vi Sành chạy. Lát đi chạy hả? Ừ. Còn đóng hổ để vô bọc hả? Nguội đi rồi đi. Nguội là tới chặn vàng nữa đi mới nguội. Chỉ nó rồi. Mà đem về đây mà làm được hả? Ép cái miệng xuống. Nhưng không người giờ này mới đẹp không bà cô chú ơi, ai ăn bánh tét rồi liên hệ với mà quá bé heo Trung Quốc nghe. Nó gì đây nó lâu nguội lắm, bộ nó mau nguội lắm hả? Tổng cộng ở trên là nhiêu đồ? Bắt cái quạt. Xong rồi đó hả? Rồi thấy cột bánh đẹp ghê không? Hết trơn có nhiêu đây đó hả? Tự cột tự khen tình chứ. 20 mấy đòn. Mẹ em á, lần nào nấu bánh xong á, cũng rửa lại, rửa tới rửa lui 2-3 nước. Xong rồi mới treo lên mới ăn á cô chú. Trời, cái này là nhiêu 2kg hả? Rồi con đem cái cân ra thử rồi ta. Rồi con đem được mấy đòn mẹ? Mày cân mày coi coi mà. Vô lấy cái cân đây, rồi vô lấy cái cân. Ủa cái giò sừng cong lấy cái cân. Dành đi lấy cái cân này. Chết luôn rồi. Là hai đòn này chắc 2kg rưỡi. Ghê vậy? Trời ơi, trời ơi, 2kg rưỡi. Trời ơi, 2kg rưỡi, sao đem được mấy đòn? Trời đi mở hộp lấy nữa trời, cái cân ở ngoài không lấy. Trời ơi, cái cân chơi chơi nó chạy vô lấy cân. Mở trong thùng. Nhiêu? Ký 8. Y cũng được, 2 đòn ký 8 cũng được. Tưởng nó 2 đòn mà 2kg rồi, thấy đem được mấy đòn là chết ngắt luôn rồi. Đòn bự quá gì mà có 2 đòn có ký 8 nữa thế. Còn lát nó nhiều nó. Để coi điều nữa không? Lát nó nguội xuống là nó ấy nữa. Nhiều nhiều cái gì? Nó cũng ký 8 đâu có hay gì trời. Có hay vậy? Vì với mẹ canh chén nếp vậy, một cái chai đậu và canh. Đó. Nãy giờ cái canh nước, gần ký 9. Cái canh nãy giờ nước nè. Chứ ký 8. Nước cái canh. Giờ mẹ treo đây cho nó nhiễu nước xuống cho nó dẻ rồi cho nó nguội đồng bánh rồi cái mình mới đem bỏ trong vali. Em không dám xách tay à cô chú ơi, em nghe nói xách tay là người ta sẽ bỏ đó, rồi mẹ làm cực khổ muốn chết luôn. Rồi lỡ như nó giục bỏ chứ em khóc chắc chết quá. Bởi vì em bỏ dưới hành lý xách ký gửi rồi. Xách tay thì em lấy đồ ra em bỏ trên ba lô em quẩy rồi. Vậy cái bỏ nhiều bánh mà nó không cho đi, nó giục bỏ chắc chết rồi. Không có nhiều tiền. Mà nó chuối được nhiều nữa không? Tính ra đâu có nhiều tiền đâu. 6 đồng chuối. Chứ bên đây là đồng mỡ. Bên đây là đồng chuối. Cha bé heo của cô chú. Thấy bánh vừa chín là bắt đầu là kêu chị Năm vớt ra. Là làm liền tại chỗ cho nóng luôn. Còn mời ông bà cô chú nữa chứ. Chồng em nói ngon quá à, mẹ gói bánh tét. Nhưng mỡ cũng ngon mà nhân chuối cũng ngon á cô chú. Mẹ gói bánh tét nhân đậu với mỡ á, chứ không có thịt như người ta. Tại chỗ em ăn kiểu như vậy á cô chú. Còn bên Trung thì ông bà nội ăn cái kiểu mà thịt ba chỉ hoặc là thịt đùi. Rồi cái em mua gì em bỏ vô em gói á. Chứ chỗ mẹ em thì gói chỉ có một cục mỡ trắng giữa thôi à. Với chuối mà nếp thì ít, còn nhân thì nhiều á cô chú. Mẹ Thiên à. Thầm ơn. Sư ai tiền ba tú y tiền. Sư tiền là mình đâu. Thầm mình thì mình thì 晚上9点多 到 那个昆明，然后第二天早早起八点飞，飞到北京大兴机场，大概飞到12点左右吧。哎，几号吧？21号吗？不是。啊，21号。马上见。21号走到。大兴的是不是啊？21号12点的到了大兴机场了。马上。现在呀，你说过我，你家里还搁暖气，我怎么开开？你别开了。那别管了，我也来得开，没事。弄不了，我回去我开开这大水就行了。行，我把衣服给你们带回去啊。刚那怎么呀？你到那北京，天气气温都低了。给萌芽买了个脑。我马上见面你们喽！你们俩呢？有能。
有啦，都有。哎呀，是的。怎么办？你到了，假如说到了昆明，看看除了飞机上要是气温要太低的话，出去都不会卖一件两件的。哦，那不等。昆明应该太低不了。除了一飞机舱，这应该有超有那个什么呗，有卖衣服一样的。哦，这不行，买点呗。哦，这非冻着。买什么？买上那个得了，还买什么呢？还花钱呢？不是，爸爸说了，你等一下，就是明天早晨五点，坐个车到飞机舱，是不是？啊，下午12点，最晚1点到飞机舱。不是你说，你给妈牙没好挠了吗？啊，有啊有啊，有了带刀，有了带刀。啊，我带着，我给他带着吧。啊，带刀发妈牙冷呢。你去一下，咱不是给他买个新装的吗？啊，就是那个新的，不是大的，棕色的，挺亮的。你想戴，你戴哪个都行呗。随便戴个大脑袋行啊。你老公拿了一个羽绒，拿了个羽绒服的。羽绒服也行，大点的都他都省了呗，穿着包着围起来就行了。有了，啥事了？上那边去了，不冷了。啊，主要是上车就行。上飞机冷一会了，上车了不冷了。不冷，但是他的车要开上面去接咱们，也得一会儿，也得一会儿。对的，因为这个中华啊，他不得北京去吧？他都往跑北京去。你们吃饭了吗？别管了，一会儿，一会儿我再跟他联络一下得了。等我回来带我出去好些啊。啊，行好。先去中午饭了。我帮你们给你买了一袋大米啊。行，买呗。你还需要我买什么？买什么？等我回来。你到家你会得吃饭呢。等到家了买，大叔。哎，行，那不行，再买。不是，吃了再到家。爸，你回家，你看家里我干净不干净？我今天把院里的那雪差不多都弄出来了。努力啊，给你们努力呢。行。我说。你提醒你。你们俩处处注意啊。不记得了。你孟雅，你时刻不能撒手啊。记得了。你不能让他撒开你们的手，老牵着他啊。我知道了，行了，忘呗，你们去翻呗。你带妈妈去洗头了，洗澡干净的，回来还帮忙人呢。啊，等我回来，我给。啊，行，好的，拜拜，忘呗。Bây giờ thì vợ chồng con cái em đi xuống dì ba, từ giả dì ba với chị Năm á, đặng khuya nay em đi về cô chú. Xuất phát mời cô chú đi với em nghe. Bé heo nó chạy vô mất tiêu đó ông bà cô chú, nó nhanh lắm. À, vậy đang nói chuyện với Mốt đó hả? Mới xuống dì ba ơi. Cơm chưa gì ba? Cơm chưa? Đi cha với mẹ nó. Cơm chưa? Mới ăn. Ăn bánh tét chưa? Nấu cháo ăn. Bánh tét mẹ đem xuống ăn chưa? Trời ơi, đâu có ăn. Tớ hù hả? Ờ, đem cho anh Nghĩa hả? Ừ. Ăn. Ở lại khỏe nghe. Chừng nào nữa qua, mấy năm nữa mới qua. Vô chơi gặp chơi.
Không, anh chia nhã lại. Nó là không biết. Khuya nay 5 giờ con đi rồi. 5 giờ đi rồi. Ai nữa rồi? Đây cái bài gì bao nhiêu Thành ơi? Cái bài gì bao con về? Có tiền về thăm nữa. Vĩnh hoài à. Về nghe Nhật, về nghe Diễm. Bye bye. À, bye bye con. Anh Thảo thưa bà ngoại con về. Thưa. Thưa bà ngoại con về. Nó. Ok. Ờ, mẹ với con. Tụi em từ giả dì ba xong rồi đó cô chú. Bây giờ quay về mang giả rồi ghé dì Năm, từ giả dì Năm dưỡng Năm về nữa. Mấy ngày nay chị Năm với anh Năm cắt lúa xong á cô chú mà phơi không có nổi. Hai người đều bệnh hết trơn à. Và chồng em lại phụ cũng phơi được một ít rồi. Anh Năm nói sao không chịu kêu Visa nói lại đi phụ xong mới về. Anh nói chơi với cô chú. Chị Năm nói tính lau nhà xong rồi lại chơi với mang giả này để mang, ngày mai mang giả đi rồi. Mà ai ngờ đâu chưa lau xong nó mang giả đi ngang ghé rồi. Em kêu chị Năm á, là kêu thằng cháu con của nhỏ em á cô chú xuống phụ phơi lúa bưng ra bưng vô đi chứ chị Năm thì bệnh. Anh Năm thì cũng bệnh mà ốm yếu quá trời luôn à. Phụ đi rồi coi cho nó ít tiền cho nó ăn bánh gì. Nó ginh phụ anh Năm đồ. Chứ giờ chồng em đi rồi đâu có ai phụ đâu cô chú. Có chồng em ở đây phụ. Bởi vì anh Năm với mẹ nói hoài nói Vi Sành về nhớ Vi Sành lắm. Vi Sành thấy làm gì cũng phụ hết trơn á. Bữa nay thì chị Tám cũng đi vô trong đây đặng tiễn bé heo đi á cô chú. Mà chỉ xin nghỉ được, hơn là chuyến này chỉ xin nghỉ được á cô chú. Nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật thì cũng được nghỉ rồi, thứ hai chỉ mới đi làm. Em đi ngay trong bữa thứ bảy á cô chú. Chị nói đang chuẩn bị vô đó, mà người ta bắt tăng ca thêm 3 tiếng đó. Không biết khi nào tới nữa. Giờ này thì cũng 7 giờ mấy nè mà chưa thấy chị vô á cô chú. Lại lần nào anh Năm, chị Năm cũng hỏi là ăn cơm chưa. Ở trong nhà nấu cơm mà vô ăn đi. Mà có nhạc á cô chú cho nên nó không có để tiếng lại được. Chú Phước, trời ơi, kìa đóng cửa, làm dữ rồi kìa. Ồ, dữ dàng hơn dữ dịch luôn. Bé Hoa anh ơi. Bé heo nó biết ngày mai đi hay sao á cô chú. Hồi nãy giờ nó cứ chơi chút là nó ôm nó hôn anh hai hoài luôn á. Hôn hồi nãy giờ muốn sứt cái mặt của anh hai ra. Anh hai cũng ôm hôn em. Chút cái lại chọc vậy đó. Nói mẹ mốt mang dạ về bển rồi. Không có ai chọc mang dạ hết trơn, không ai chơi với em hết trơn á. Con bé heo nó nói anh hai nó bữa nay chạy giỡn quá trời luôn, cái đầu thúi quá à. Nó giả bộ bụng mũi vậy đó cô chú. Xạo xạo lại hử xong rồi bụng mũi. Video của em sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye và hẹn gặp lại video sau.